đấy nhá. Đến giờ lên quay tí hũ anh em nhỉ. Nói chung là quả hũ gọi là Club Fruit này là quả hũ mà mình cũng rất là đặt niềm tin và mình cũng hay quay. Một con hũ mà nhìn anh em thì nhìn nó thiết kế rất là đơn giản luôn anh em ơi, đơn giản đến mức lạ thường luôn, và nó chỉ có duy nhất là một dạng hàng ở giữa thôi, và cấp số nhân thì anh em thể nhìn thấy ở đây đúng không. Thì hôm nay mình sẽ lên quay để cho anh em xem như thế nào là một cái hũ mà nhìn thì đơn giản nhưng mà lại có vỏ đúng không. Đấy, tuy đơn giản nhưng lại có vỏ anh em ạ. Con hũ này jackpot cũng khá là lớn anh em nhé, hiện tại là 19 củ, là một cái số jackpot mà mình nghĩ là cũng khá là cao. Thêm nữa đó là sao, cái cấp số nhân ở đây anh em nhìn thì đơn giản này thôi, nhưng mà anh em quay cái thời gian đầu nhé, nó sẽ hơi gọi là chưa nổ, nhưng mà bất luận anh em quay hũ nào, hũ ở đâu thì anh em cái thời gian đầu cũng thế thôi, nó sẽ chưa nổ ngay, nhưng anh em chỉ cần quay lâu một chút thôi nha anh em nhé, là cái mức độ nổ liên tục nó sẽ nổ rất là đều, rất là cao luôn. Để anh em thấy cái múa được thì mình cũng rất là tự tin để có thể chia sẻ cho anh em về con hũ Club Fruit này em nhé. À, mình thì chắc chắn là sẽ auto rồi, vì nhiều anh em cứ đặt cái câu hỏi về cái vấn đề là liệu rằng là auto hút hay là ấn tay hút, thì mình thấy là kể cả bất luận anh em auto hay ấn tay đi chăng nữa thì xác suất như nhau anh em nhé, xác suất như nhau. À, chắc chắn rồi, nên là anh em mọi người có thể là cân nhắc và tham khảo về cái vấn đề auto hay là ấn tay. Còn về quái hũ thì mình hay kết hợp thêm những cái bộ môn ở trong mini game anh em ạ. Mình hay kết hợp thêm cái bộ môn ở trong mini game anh em nhé. Đó là cái bộ môn gọi là TX, và chắc chắn rồi cái bàn mình lựa chọn sẽ là bàn xanh, là bàn có hũ này nha anh em nhé. Hiện tại hũ đang 11 tỏi anh em ạ, một con số mà mình nghĩ cũng đáng ngưỡng mộ đúng không anh em ơi, một con số mà mình nghĩ là bất luận là anh em chơi ở sân chơi nào thì chừng nữa thì gặp những cái hũ như thế này rất là khó đấy. Thì ở đây thì chúng ta phải soi qua cầu xem nào, 2 3 2 7 8 11 8, mà ở đây lớn ngớ là 1 1 anh em ạ. Tiếng đầu thì mình gọi là thử trước nhé anh em nhé, mình gọi là thử trước đã chứ mình chưa vội kết luận được đúng không, có thực cái vực được đạo mà anh em đúng không. Chúng ta cứ chơi từ từ bình tĩnh thôi, thăm dò cầu cái đã, xem thử cầu theo nó chạy kiểu gì thì chúng ta mới có thể là kiếm lúa kiếm thu nhập được ổn được ngon được, chứ bây giờ chúng ta mà vội vã hấp tấp quá thì mình nghĩ là kiếm lúa nó rất khó, kiếm thu nhập nó rất là khó đúng không anh em. Mọi người mà yêu quý yêu bến tôi nhá, thì anh em có thể là bỏ ra 3 giây thôi like video cũng như là subscribe kênh để tiếp thêm lực cho tôi sẽ cố gắng là lên kiếm lúa và ghi hình và chia sẻ là cho anh em, cho mọi người về những cái chiến thuật, cái cách kiếm lúa đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho anh em, mọi người cùng kiếm cùng tham khảo nha anh em nhé. Quay hũ thì cứ auto cho tôi anh em, mà đảm bảo với anh em là tí nữa thôi nó sẽ nổ, nó hay có trường hợp nổ free lắm anh em ạ. Đây anh em thấy chưa, suýt thì tôi nổ hũ anh em nha, ra con tài 17 này. Nếu mà con 18 tức là ba con 6 và bội số, cái số nhỏ nhỏ là 58 này, mà là bội số chết cho năm là húp rồi đúng không. Ở đây thì tôi sẽ đi nhẹ thôi anh em ạ, bởi vì tôi vừa húp to xong rồi tôi sẽ đi nhẹ thôi, tôi sẽ đi 1/5 thôi, bởi vì là khi mà chúng ta húp rồi nhé, chúng ta có lợi nhuận rồi thì anh em phải biết kiềm chế đúng không, anh em phải biết kiềm chế nhé, cảm thấy phù hợp thì anh em nên gọi là đôn ngay, chứ anh em không nên gọi là tham lam hấp tấp làm gì cả, đôi khi đều vội vã quá thì chưa chắc đã là có một cái kết quả tốt đâu. Nên là anh em mọi người yêu quý yêu mến tôi thì nhớ là like video ủng hộ tôi nhé. Free này anh em này, nổ to đây này, nổ to đây này anh em này, 15 lượt quay miễn phí đâu còn nổ to nữa này. Wow, một củ năm nhé anh em nhé, anh em thấy chưa, tôi đã bảo rồi đấy, con hũ này ngon mà tôi đã đánh giá là anh em cứ phải yên cho tâm, vì cá nhân tôi là quay là tôi hay kiếm rồi ấy. Ai chà chà, một con game mà quá là ok là luôn, một game mà quá tuyệt vời luôn anh em ạ. À, đi đâu mà chê được đúng không anh em ơi, không thể làm mà chê được luôn đấy chứ, kiếm nó cứ phải gọi là đẳng sức cấp ngay, phải gọi là nét nên nẹt ngay anh em ạ. À, biết là sẽ gì đây. Đấy, cầu 1/1 là vẫn cứ là ok la đúng không anh em, cầu 1/1 vẫn cứ là ok la, thì mình cứ theo 1/1 và mình chiến thôi anh em, cứ theo 1/1 và giá thôi nhé, không phải gọi là nghĩ nhiều, không phải gọi là lăn tăn nhiều nữa.
anh em mọi người thấy sao về cái cách chơi thế kỷ của tôi, anh em mọi người thấy sao về cái phương pháp này thì anh em có thể là góp ý cho tôi ở dưới phần comment video này nhé. Tôi sẽ lắng nghe tất cả những cái ý kiến, những cái góp ý của anh em, của mọi người để có thể cải thiện vào những cái buổi chơi của tôi nó hoàn hảo nhất, nó hợp lý nhất để có thể là mang đến cho anh em những cái khoảnh khắc mãn nhãn nhất nha anh em nhé. Xem nào, ước gì tôi có thể là hút thêm 2-3 tay nữa để có thể là đôn một cái kèo lớn, cái kèo khủng luôn anh em ơi. Nói chung là đôn kèo lớn kèo khủng thì vẫn cứ là ok la ngay anh em ạ. Là gì đấy? Úi dồi ôi, anh em thấy chưa? Vẫn cứ là ok là nha, vẫn cứ là mướt mượt mượt anh em nha. Nó cứ phải tuyệt vời ở mặt trời như thế chứ. 300k nữa, ok bạn yêu. Đấy anh em thấy chưa? Một con hũ mà tuyệt vời như thế này. Đấy, một sân chơi ok như thế này mà chúng ta không lựa chọn, được chọn ở đâu đúng không? Tiếng này đi một tiếng TX nhỏ nó nghỉ đi anh nhỉ. À, TX thì hôm nay hút dày hút đậm này anh em này. Nói chung là với cái cách chơi của tôi anh em có thể nhìn thấy đây, húp đây, à, tôi húp là từ đây lên anh em nha, húp từ đây lên là một cái lợi nhuận mà tôi nghĩ cũng tương đối là khá khá. Để mà nói cụ thể chi tiết thì tôi cũng không thể nào mà gọi là khẳng định một cái điều gì cả, nhưng mà để mà nói là kiếm lúa ok là và tương đối thì chắc chắn rồi anh em lựa chọn là cái sân chơi này là quá hợp lý rồi anh em. Ui ui lại nổ này anh em này, anh em thấy chưa, tôi đã bảo là ở đây ngon là ngon, anh em không tin tôi nhá, anh em thấy chưa, nó cứ phải gọi là chất nước cất luôn anh em ạ, nó gọi là đẳng cấp Netflix Pro luôn. Tôi lặn nốt cái tay thực tế này nữa rồi tôi quay nốt cái 10 lượt này, tôi đồn kèo nhé để xem hôm nay tôi lụm bao nhiêu nhá. Ui thế gậy luôn này anh em này. Đó, vậy là tôi hút thế cũng loanh quanh gần 20 đúng không anh em ơi, gần 20 tôi đấy, và quái hũ để anh em thì thấy đấy nổ liên tục anh em ạ. Với cái một con hũ ngon như thế này, một một cái mật độ nhả cho ăn cho hút như thế này mà anh em không lụm thì anh em lụm ở đâu, anh em không chơi thì anh em chơi ở đâu nữa đấy. Nên là tôi tự tin để chia sẻ lại cho anh em, cho mọi người. Hy vọng rằng là những cái video này của tôi có thể mang đến cho anh em, cho mọi người những cái khoảnh khắc giải trí cũng như là những cái khoảnh khắc ok là uy tín nhất để anh em mọi người có thể là cùng tham khảo cùng đùa với tôi nhé. Còn anh em biết cái hũ nào ngon, biết cái hũ nào nổ hũ nhiều hơn ở trong con 68 cái bài này mà anh em thấy là con hũ đó nó phù hợp với anh em, với mọi người thì anh em có thể là chia sẻ cho tôi, comment cái phần comment video này để tôi có thể là tham khảo và lắng nghe tất cả những cái ý kiến, những cái góp ý của mọi người để tôi có thể cải thiện cái lối chơi của tôi đúng không? Nói chung là đi một cái đàn học một sáng khôn, tiếp thu được những cái gì thì tôi sẽ cố gắng tiếp thu và học hỏi để có thể là có thêm những cái kinh nghiệm mà nhiều, có dày dặn kinh nghiệm thì chắc chắn được sẽ kiếm được nhiều và thu nhập nhiều đúng không anh em? Nào cố lên nào bạn yêu, húp càng nhiều càng tốt đúng không anh em ơi, húp càng nhiều càng tốt, có ai chê lúa bao giờ đâu, có ai chê thu nhập bao giờ đâu đúng không, kiếm càng nhiều thì càng vui nè. Ra gì nào, ra gì đây, ok là chị em thêm 9 lít nữa. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và theo dõi nhé, hẹn gặp lại anh em sau nhé.